Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng cập nhau trong thời lượng của kênh tin mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 24 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, theo trang web của Đài quan sát khí tượng Trung ương, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo bão màu vàng vào lúc 18 giờ chiều ngày 24 tháng 8. Cơn bão số 5 Doksuri năm nay đã suy yếu thành bão nhiệt đới, đổ bộ vào thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến vào lúc 16 giờ ngày 24 tháng 8. Hồi 17 giờ có tâm ở 26,2 độ vĩ Bắc, 117,9 độ kinh Đông, sức gió tối đa 10 cấp. Khoảng 28 m/s, áp suất không khí trung tâm tối thiểu 988 HPA, dự kiến Doksuri sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h. Đến sáng sớm ngày 25 tháng 8 sẽ di chuyển vào phía Đông Giang Tây, cường độ sẽ yếu dần. Dự báo gió mạnh từ 20 giờ tối ngày 24 tháng 8 đến 20 giờ tối ngày 25 tháng 8, khu vực phía Tây Hoàng Hải, khu vực Trung và Tây Biển Hoa Đông, vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư, cửa sông Dương Tử, Vịnh Hàng Châu, eo biển Đài Loan và phía đông Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Thượng Hải, Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc sẽ có gió cấp 5 đến cấp 7 ở phía đông, đông nam Sơn Đông và những nơi khác và gió giật cấp 8, cấp 9 và gió giật mạnh cấp 10, cấp 11 ở một số vùng biển. Dự báo lượng mưa từ 20 giờ tối ngày 24 tháng 8 đến 20 giờ tối ngày 25 tháng 8, hầu hết Phúc Kiến, bờ biển phía đông Quảng Đông, Chiết Giang, Đông Bắc, Giang Tây, An Huy, Tây Bắc và Nam Giang Tô, hầu hết Hà Nam, Đông Nam Sơn Tây, miền Trung và Tây Sơn Đông, Đông Hà Bắc và có mưa to đến rất to ở các vùng phía Nam và Đông Liêu Ninh. Trong đó có mưa to với lượng mưa từ 100 đến 200 mm ở các vùng phía Nam và Hà Bắc, Bắc Hà Nam, Đông Chiết Giang và Đông Bắc Phúc Kiến. Bị ảnh hưởng bởi Doksuri, tình trạng gần đây của Hoàng Nham là mưa, mưa lớn, mưa xối xả. Theo thống kê của Cục Bảo tồn nước quận Hoàng Nham, từ 20 giờ ngày 22 tháng 8 đến 9 giờ sáng ngày 24 tháng 8, lượng mưa ở Hoàng Nham là 217,3 mm, trong đó quận Trường Đàm là 235,9 mm và bên ngoài quận Trường Đàm là 172,8 mm, thị trấn Thượng Hải là 304,5 mm. Hồ chứa Vạn Xuân ở thị trấn Ngọc Đầu là 277,5 mm, hồ chứa Mai Phong ở thị trấn Thương Trịnh là 268,5 mm, hồ chứa Linh Nguyên ở thị trấn Ninh Tây là 267,5 mm và hồ chứa Tiêu Sơn ở thị trấn Mao Sơn là 264,5 mm. Sáng sớm ngày 24 tháng 5, cơn bão số 6 Kanu cấp bão nhiệt đới năm nay đã hình thành trên vùng biển phía đông Philippines. Hồi 8 giờ sáng ngày 24 tháng 8, Kanu cách thủ đô Manila của Philippines khoảng 1.730 km về phía đông, ở vị trí 13,2 độ vĩ Bắc và 136,9 độ kinh Đông, sức gió tối đa vùng gần tâm bão cấp 8, khoảng 18 m/s, với sức gió tối đa vùng gần tâm là 8, khoảng 18 m/s, giật cấp 8, áp suất không khí tối thiểu ở trung tâm là 998 HPA. Dự kiến Kanu sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km/h, cường độ ít thay đổi và tiến sát bờ biển phía đông Trung Quốc. Xin, nhà phân tích khí tượng tại kênh khí tượng Trung Quốc cho biết cơn bão này sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến miền đông Trung Quốc, nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào Chiết Giang hoặc Thượng Hải vào đầu tuần tới, sau đó có thể chuyển hướng Bắc và lan sang Giang Tô và Sơn Đông. Giữa Kanu và Doksuri sẽ có một sự tương tác. Nhiếp Cao Trần, một kỹ sư cấp cao tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Biển và Bão của Đài quan sát Khí tượng Trung ương cho biết, hiện tại đánh giá từ khoảng cách và đường đi của hai cơn bão có thể không có sự tương tác giữa bão kép rõ ràng, nhưng gió đông trên phía bắc của Kanu có thể là hoàn lưu áp suất thấp suy yếu ở Doksuri, cung cấp lượng hơi nước dồi dào, rất hữu ích cho việc duy trì hoàn lưu còn sót lại của Doksuri và tăng lượng mưa trên đất liền. Thưa quý vị, kể từ ngày thứ Tư tuần trước, miền Bắc Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng. Theo báo cáo của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Pháp tại Bắc Kinh hôm nay, kể từ ngày 23 tháng 8, hàng trăm chuyến tàu và máy bay ở Bắc Kinh đã bị hoãn hoặc hủy do mưa lớn. Miền Bắc Trung Quốc hứng chịu mưa lớn trong ngày 23 tháng 8 và ngày 24 tháng 8. Người dân Bắc Kinh đã nhảy từ nắng nóng hổi vào những ngày mưa ngay lập tức, lũ lụt bùng phát ở tỉnh Hà Bắc, bao quanh Bắc Kinh và một số nơi đạt kỷ lục thế kỷ về lượng mưa.
một người đã chết và 34 người mất tích. Mưa lớn và lũ lụt ở Bắc Kinh và các tỉnh phía Bắc tăng cường vào thứ Năm, ít nhất 24 người thiệt mạng và 70 người mất tích trong các trận lũ, phần lớn bị lũ cuốn trôi do mưa lớn. Trung tâm thành phố Bắc Kinh đã hứng chịu trận mưa xối xả vào thứ Ba và thứ Tư với độ sâu nước vượt quá 2 mét ở một số đường phố trũng thấp. Theo thống kê do Cục Nội chính Trung Quốc công bố vào tối thứ Tư, kể từ thứ Hai, Bắc Kinh, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Tây và Thiểm Tây đã hứng chịu mưa lớn và ít nhất 24 người thiệt mạng. Trong số đó, tỉnh Hà Bắc chịu thảm họa nặng nề nhất với 14 người chết và 72 người mất tích. Các con sông trong tỉnh đều bị ngập lụt và 123.000 cư dân buộc phải di rời do nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. 7.000 ngôi nhà bị phá hủy, giao thông và cung cấp điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tin tức từ Bắc Kinh rằng mưa lớn và lũ lụt ở miền Bắc Trung Quốc trong 2 ngày qua đã khiến hàng trăm chuyến tàu và chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi toàn Trung Quốc huy động lực lượng để chuẩn bị đối phó với lũ lụt và hứa sẽ trừng phạt các quan chức không ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Bắc Kinh ngày 24 tháng 8 đưa tin rằng mưa lớn đã đổ bộ vào miền Bắc Trung Quốc khiến một số đường phố ở Bắc Kinh thành những dòng sông chảy xiết. Mưa lớn ở Bắc Kinh từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 hầu như không tạnh. Một số tuyến phố trũng sâu đến hơn 2 mét, giao thông toàn thành phố Bắc Kinh hỗn loạn. Một số ga tàu điện ngầm bị ngập nước và không thể sử dụng được. Một số hình ảnh trên mạng cho thấy một số ô tô ngập trong nước và người lái xe buộc phải bỏ xe. Nước lũ thô bạo làm ngập một số đường phố trên lối băng qua đường. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc hôm thứ Tư, Cục Khí tượng tỉnh Hà Bắc đã ban hành cảnh báo đỏ cao nhất và các con sông chính trong tỉnh đều tràn bờ và ngập lụt. Hơn chục tuyến đê bị nước lũ làm hư hỏng, hai nhà máy thủy điện bị hư hỏng. Chính quyền khu vực đã cảnh báo lũ lụt và lở đất và 68.000 cư dân đã phải di rời. Vào cuối tháng vừa qua và đầu tháng này năm nay, miền Nam và miền Trung Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Vũ Hán, một đô thị ở miền Trung Trung Quốc vừa phải hứng chịu những trận mưa lớn và lũ lụt hiếm gặp. Lũ lụt ở sông Dương Tử khiến ít nhất 128 người thiệt mạng. Miền Bắc Trung Quốc nói chung rất khô hạn, nhưng lũ lụt do mưa xối xả theo mùa và mùa hè miền Bắc không phải là hiếm. Trước đó, Bắc Kinh hứng chịu trận mưa xối xả tồi tệ nhất trong 60 năm qua, khiến khoảng 80 người thiệt mạng. Khu vực Diêm Thành thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hôm thứ Năm đã hứng chịu lốc xoáy và mưa đá bị thiệt hại nặng nề. Tính đến 8 giờ sáng ngày thứ Năm, số người chết trong khu vực thảm họa đã tăng lên 98 và số người bị thương đã vượt quá 800 người. Đồng thời, chính quyền tỉnh Giang Tô đã triển khai thêm lực lượng cứu hỏa, nhân viên y tế và bắt đầu sơ tán nạn nhân. Theo thống kê của Bộ Dân chính Trung Quốc, một số khu vực ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã bất ngờ hứng chịu lốc xoáy và mưa đá vào chiều ngày 22 tháng 8. Thời gian hoạt động liên tục bị gián đoạn, bão và thiên tai do bão gây ra đã làm 98 người chết và hơn 800 người bị thương, trong đó có 200 người bị thương nặng. Một người dân ở Phúc Ninh, Diêm Thành nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi gặp phải một cơn lốc xoáy. Chỉ trong 20 phút nó giống như ngày tận thế. Anh kể, đột nhiên trời tối sầm, tưởng sắp mưa nên anh liền trốn vào nhà. Sau đó, từ cửa sổ nhìn thấy ngói của ngôi nhà trước mặt bị nhấc lên nên vội trốn vào trong góc. Có một tiếng nổ và ngôi nhà sụp đổ và tôi đã bò ra khỏi khoảng trống. Ngoài ra, một tòa nhà xưởng của một doanh nghiệp tại khu công nghiệp Phúc Ninh đã bị bão đánh sập, hiện chưa rõ thương vong cụ thể. Mặt khác, đối với lốc xoáy và thời tiết khắc nghiệt, người ta cho rằng các quan chức của cơ quan khí tượng địa phương đã không đưa ra cảnh báo kịp thời. Theo báo cáo, hiện tại, lượng mưa dội lại trong vùng thiên tai đã yếu đi đáng kể. Dự kiến sáng ngày 24 tháng 8, nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa rào rồi tạnh dần. Từ chiều đến ngày 25 tháng 8, chủ yếu nhiều mây, thời tiết sẽ giúp các hoạt động cứu hộ diễn ra. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng cứu hộ vào đêm qua để bắt đầu sơ tán các nạn nhân. Sáng ngày 24 tháng 8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Giang Tô đã gửi lô vật liệu thứ hai đến khu vực thiên tai. Trụ sở chính đã gửi 500 lều, 1.000 túi gia đình và 3.000 áo khoác qua đêm từ Thượng Hải gửi đến khu vực thiên tai. Báo cáo cũng chỉ ra rằng miền Nam Trung Quốc đã hứng chịu lượng mưa lớn trong 2 tháng qua do gió mùa. Đây là đợt mưa lớn tồi tệ nhất kể từ năm 1998. Năm nay, 180 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Hồ Bắc, Trung Quốc đã bị ngập lụt do mưa lớn trong nhiều ngày và Vũ Hán đang trong tình trạng khẩn cấp. Hôm nay, Sở Dân Chính Hồ Bắc báo cáo rằng gần 20 người đã thiệt mạng và 10 người mất tích. Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ hoàn cảnh cụ thể và nơi họ bị thiệt mạng. Theo Hồ Bắc Daily, một bức tường ở Vũ Hán đã đổ sập trong trận mưa lớn hôm nay, khiến 8 người qua đường thiệt mạng.
bức tường bị đổ trong mưa bão là hàng rào của một công ty ở quận Giang Hạ, thành phố Vũ Hán, với chiều cao gấp 2-3 lần. Vào thời điểm đó, 8 người qua đường bên ngoài bức tường đã bị chôn vùi ngay lập tức. Khi những người ứng cứu khẩn cấp đến, họ thấy tất cả 8 người đã chết. Theo một tin tức khác từ Hồ Bắc Daily, cộng đồng Tân Tân Giang Nguyên ở quận Giang Hạ của Vũ Hán đã bị ngập lụt ngày 24 tháng 8 và độ sâu của nước là 60cm. Theo dự báo, thời tiết 3 ngày tới ở Hồ Bắc vẫn có mưa to, mưa rất to và mực nước các sông tiếp tục dâng cao. Các nhà chức trách ở Vũ Hán ngày 24 tháng 8 đã nâng mức kiểm soát lũ lụt lên mức cảnh báo cấp 2 màu da cam. Các khu vực mưa bão lớn ở Hồ Bắc bao gồm Vũ Hán, Tiểu Cảm, Kinh Môn, Kinh Châu, Tiền Đảo, Tiền Giang, Tùy Châu và những nơi khác. Theo thống kê tạm thời, 100.000 người đã được di rời khẩn cấp, 7.848 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng. Diện tích cây trồng bị thiệt hại là 425,12.000 ha, trong đó 35,22.000 ha chưa thu hoạch. Và lúc 18 giờ theo giờ Bắc Kinh ngày 23 tháng 8, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam đầu tiên trong năm nay và nâng cấp khả năng ứng phó khẩn cấp với mưa bão lớn từ cấp 4 lên cấp 3. Lưu vực sông Hoài Hà sẽ đón nhận lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ. Theo dự báo, trong 5 ngày tới, khu vực phía đông Tây Nam Trung Quốc, Giang Hán, Nam Hoàng Hoài, Giang Hoài, Tây Giang Nam và khu vực ven sông phía Bắc sẽ có mưa lớn, có nơi mưa to cục bộ. Trong số đó, miền Trung và miền Bắc của Giang Tô và An Huy, lượng mưa tích lũy ở một số khu vực như Đông Nam Hà Nam, Đông Hồ Bắc và Tây Bắc Hồ Nam có thể lên tới 200-400mm. Các khu vực nói trên kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông ngắn ngày và gió giật mạnh, cường độ mưa lớn nhất trong giờ phổ biến từ 60-90mm. Từ đêm nay đến rạng sáng ngày mai, vành đai mưa sẽ di chuyển dần về phía đông và bắc. Lượng mưa ở Hồ Bắc, Giang Tô và An Huy sẽ tăng đáng kể. Phía nam Hà Nam sẽ có mưa rào to, lượng mưa từ 100-200mm và có nơi mưa to cục bộ từ 250-280mm. Từ đêm ngày 25 tháng 8 đến 3 ngày tới, vùng mưa lớn chủ yếu duy trì ở các khu vực Giang Hoài, Giang Hán, Quý Châu, Quảng Tây. Do ảnh hưởng tích lũy của lượng mưa, nguy cơ xảy ra lũ sông vừa và nhỏ, sạt lở núi, sạt lở đất và các thiên tai khác ở các khu vực trên sẽ gia tăng rất nhiều. Đề nghị người dân nâng cao ý thức phòng tránh, đặc biệt người dân ở vùng núi, vùng thường xuyên xảy ra thiên tai nên di dời sớm đến các khu vực an toàn. Các chuyên gia khí tượng chỉ ra rằng quá trình mưa lớn này có thể trở thành quá trình mưa lớn nhất kể từ khi lưu vực sông Hoài Hà bước vào mùa lũ năm nay và áp lực kiểm soát lũ sẽ gia tăng hơn nữa. Cần tăng cường quan trắc nước mưa, đề phòng khả năng có thể xảy ra. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại!